Chat giải mã chiến lược đầu tư của tỷ phú Warren Buffett. Chat vừa nhận thêm đề bài là giải mã chiến lược đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và chỉ trong vài giây, Chatbot này đã có một bài phân tích thú vị về đầu tư giá trị. Chat đang là từ khóa hot trên cộng đồng mạng hiện nay. Đây là một công cụ sản xuất nội dung bằng trí tuệ nhân tạo do OpenAI phát triển theo Business Insider. Công ty này đang nhận được khoản đầu tư 10 tỷ USD từ Microsoft. Hệ thống trí tuệ nhân tạo trên đã thể hiện năng lực của mình trong việc viết các bài chứng khoán, tin nhắn hẹn hò và thậm chí cả email thông báo sa thải nhân sự. Và mới đây, chatbot này còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi giải mã được cả chiến lược đầu tư của tỷ phú Warren Buffett. Khi tác giả Phil Dozen của Business Insider yêu cầu chat giải thích về chiến lược đầu tư quan trọng nhất của nhà tiên tri Sư Ohama thì thật bất ngờ, chỉ trong vài giây, công cụ này đã đưa ra một bài phân tích về đầu tư giá trị. Chiến lược đầu tư quan trọng nhất của tỷ phú Warren Buffett là đầu tư giá trị. Ông chú trọng đến việc xác định những công ty bị định giá thấp nhưng có tiềm năng tăng trưởng mạnh và lợi thế cạnh tranh lâu dài, sau đó nắm giữ các khoản đầu tư đó trong dài hạn, chat nói. Ông cũng tuân thủ nguyên tắc chỉ đầu tư vào những lĩnh vực mà ông am hiểu, tập trung vào những công ty mà có thu nhập có thể dự đoán được và có thành tích tốt về tăng lợi nhuận, chat cho biết thêm. Khi được hỏi về quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của Buffett là gì, chat đã chỉ ra khoản đầu tư vào bước xe Hathaway cách đây vài thập kỷ. Buffett đã biến nó thành một công ty cổ phần và sử dụng nó như một phương tiện để thực hiện một loạt thương vụ đầu tư và mua lại thành công chắc Bắc viết. Tác giả Ferozen cũng đã giao nhiệm vụ cho Chad nêu tên của những cổ phiếu mà Buffett có thể sẽ thêm vào danh mục của mình. Mặc dù công cụ AI này không có quyền truy cập vào dữ liệu thị trường theo thời gian thực và chỉ được cập nhật đến năm 2021, nhưng nó sử dụng nhiều thông tin trong sự nghiệp của tỷ phú huyền thoại này để đưa ra câu trả lời. Theo đó, Chad cho rằng cổ phiếu PepsiCo và Unilever là những cổ phiếu phù hợp để tỷ phú Buffett đầu tư vì đây là những công ty hàng tiêu dùng có thương hiệu mạnh và tăng trưởng doanh thu ổn định. Nhưng theo tác giả, thì Phú Buffett là người nổi tiếng sử dụng năm non cộng mỗi ngày xong ông uống bếp cách đây gần 25. Chat cũng nêu tên Amazon, công ty mà Gordon Buffett có cổ phần và Microsoft, công ty mà ông sở hữu cổ phần gián tiếp thông qua quyền sở hữu của New England Asset Management. Đây là hai ví dụ về những công ty bờ lùi chiều có hành tích về đổi mới sau đó hệ thống trí tuệ nhân tạo này còn liệt kê Johnson và Johnson và pfizer và cho rằng là hai công ty chăm sóc sức khỏe ổn định phù hợp với chiến lược đầu tư của buffett